À, xin chào bạn vị, hôm nay bọn tôi đang có mặt tại làng văn hóa dân tộc. Bọn tôi xin giới thiệu là chủ tịch tỉnh anh em giáo xếp. Quạc. Các bạn nhìn outfit vừa như chúng ta hãy cùng nhau tập trung ở phía dưới này thôi. Nhìn rất giống mấy cái em gái Nhật nhá. Ta quay sang kem matcha này. Giới thiệu các bạn, đây là sản phẩm matcha mới nhập về. Cho hỏi là cảm hứng nào để những chị lựa chọn cái bộ đồ màu sắc như thế này? Today matcha. Nên các bạn biết là Linh là thứ mấy rồi. Giờ các bạn hãy nhìn cháu mầm non. Em phải đi cùng với con nhà anh Dũng với con nhà anh Linh. Chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình. Lá đu đủ nha mọi người ơi. Oh my god. Mặc dù đã có nhiều năm trước công nguyên nhưng mà họ đã kịp thời xây đó là phòng cháy chữa cháy ngay bên cạnh nhà sàn, mọi người có thể yên tâm nhé. Nguyên nhân tại sao mà một số nền văn minh nhân loại ngày xưa bị tuyệt chủng đó là vì họ dùng than để họ hâm nóng không khí, họ đóng cửa lại luôn. Sao mày đứng nói linh tinh cho nhà tao đấy. Quạc. Được chưa? Ây à. Yeah, mỗi đội sẽ cử ra một người buộc dây vào cổ chân và táo sẽ được treo trên cái thanh cây này. Chúng ta sẽ ăn táo bằng chân. Tôi làm được nhỉ? 1, 2, 3. Đúng rồi, chính xác đấy. Cố lên. A few minutes later. Vân Vân qua lại đây Vân ơi. Lá bị lệnh hướng ơi, cứ đi thẳng ơi, lá bị lệnh hướng ơi, cứ đi thẳng thôi. Ha. No.
later. Bây giờ tiếp tục là chương trình trao giải của buổi chiều. Được rồi nhé. Bây giờ ban tổ chức sẽ công bố tổng 4 vòng điểm của đội thứ nhất là 11 điểm. Yeah. Đội số 2 là 13 điểm. Yeah. Đội số 3 lúc nào cũng được đứng vị trí thứ nhất từ dưới lên. Chèo thuyền đúng không? Chèo thuyền. Đội số 4. Ngồi xuống. Đội số 4 tổng điểm là 11 điểm. Vâng. Có sự lội ngược dòng đối với cái vị trí này. Đáng nghe được ba vòng kia đội này chỉ được à không, đội này vẫn giữ nguyên vị trí chứ. Ôi trời ơi. Đội này đã có sự tụt dốc không phanh xuống còn 11 điểm. Rồi. Xin trao giải ba cho đội không có chi vì ban tổ chức cảm thấy rằng là các đội xứng đáng có những cái nỗ lực cao hơn nữa, vì thế nên xin trao tặng cho giải ba 1 triệu đồng. Giải hai em nhỉ? Hai. Kiếm được quả nhạc đâu uy tín thế? Với giải gì? Xin trao giải thưởng trị giá 1,5 triệu đồng. Triệu. Chào. Chào. Rồi mấy đi đại không? Đây nhóm nào? Chào giải thưởng thì ta 2 triệu đồng. Riêng tôi vì nỗ lực tự thưởng cho bản thân. 500 nghìn.